Thứ nhất nha, bệnh viện nó có chức năng đào tạo ha. Em thấy là nó là cơ sở thực hành không của nhiều trường trung cấp cao đẳng đại học trên địa bàn ngay cả những cái học viên tại đại học cũng được đỡ vô đó là tập trung đó rồi ngoài ra một số bệnh viện còn có mở mấy cái lớp tập huấn hay là mấy cái lớp dạy chứng chỉ hoặc là mấy cái lớp dạy lấy chứng chỉ hành nghề rồi đó mấy em hạn chỉ siêu âm hay gì đó hoặc là mấy cái lớp gì sau đại học thì chỉ còn mỗi qua hai cái gì đó nha. Nhưng mà hiện tại mấy cái đó rất ít nha, chỉ có mấy cái lớp đào tạo liên tục sau như 6 tháng hay 3 tháng nha, hoặc là những cái lớp trung cấp nha, sơ cấp v v nha. Hiện tại là chỉ trên đất nước mình có những cái lớp đào tạo đó thôi nha, nghĩa là bệnh viện nó mở cái lớp đó luôn nha. Chẳng hạn lúc trước 121 nó có mở cái lớp đào tạo gì chung gì hết nha. Rồi nữa chắc lớp này có một dược sĩ nhí mới vô trên mình dạy tập theo đi học rồi. Và bệnh viện theo quan điểm hiện tại nha, nó là một hệ thống phức hợp tổ chức tạm nha, hệ thống phức hợp với tổ chức tạm. Hệ thống là sao nha, là nó sẽ có đầy đủ các ban vệ phải không, các phòng chức năng, các quan chức năng phải không, như là gì, ban giám đốc phải không, phòng vụ, khoa lâm sàng, cận lâm sàng, còn ban gì nữa nghe, khoa dược phải không, rồi là một bức hợp phải không, bao gồm nhiều yếu tố có liên quan phải không, người bệnh được chẩn đoán, điều trị, chăm sóc ha. Nghĩa là khi cái quy trình của mình thấy có hoàn thành quy trình khám chữa bệnh rồi đúng không? Hàng quy trình khám chữa bệnh rồi, bảo hiểm y tế hàng thì có sao hay vô con nào chứ? Rồi bệnh viện là một tổ chức tạm ha, tổ chức tạm nghĩa là sao? Nó có đầu ra một người vô ha, thì đầu vô của nó đầu vào đó ha, là người bệnh, cán bộ y tế, nhân viên bị chăm sóc, thuốc chữa bệnh ha, từ khi nào mấy cái này luôn thay đổi cho nên mình gọi nó gọi là đầu ha. Đầu ra ha, là người bệnh có nhiều trạng thái ha, khỏi bệnh của họ sức khỏe hoặc là gì tử vong. Rồi đây là một số cái đồ tổ chức của các bệnh viện ha. Rồi có quen thấy ông nào không? Rồi nhiệm vụ của bệnh viện nha, thì có 7 nhiệm vụ khám chữa bệnh ha, ai cũng biết rồi. Rồi nhiệm vụ thứ hai, rồi có người điều trị sẽ được đi thẳng lên đi, hãy có người đi thẳng rồi là con. Rồi các chữa bệnh nha, đây chức năng nhiệm vụ chủ yếu nha. Thứ hai là tạo cán bộ nha, thể là cử cán bộ đi học cái gì đó như các bạn nói đó nha, hoặc là nơi là cơ sở thực tập không, là mở cái mở hàng đào tạo không, trung tâm đào tạo liên tục, nghiên cứu khoa học nha. Mấy em thấy thường mấy bệnh viện thường nó tổ chức cái hội nghị gì mấy em khoa học kỹ thuật không, là năm đó có mời mấy cái bệnh viện trên địa bàn tham gia địa bàn tuyến, thì bệnh viện tuyến trên ha có nhiệm vụ gì chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật cho bệnh viện tuyến dưới nha, phòng bệnh ha, khám quốc tế, quản lý kinh tế. Tại sao bệnh viện có nhiệm vụ quản lý kinh tế? Tại vì nó có cái nguồn thu không, nguồn thu từ đâu? Viện phí không? Thì tôi từ đâu nữa? Các bộ y tế cầm không? Bởi gì nữa? Ngân sách nhà nước không? Hay là
các viện trợ, các chương trình dự án, hợp tác đầu tư nước ngoài ha.